này thiện hiện tất cả pháp đều lấy thánh đế tập làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? Vì thánh đế tập rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy thánh đế diệt làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt, vì sao? Vì thánh đế diệt rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy thánh đế đạo làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt, vì sao? Vì Thánh Đế Đạo rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy bốn tịnh lự làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? vì bốn tịnh lự rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy bốn vô lượng làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì bốn vô lượng rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy bốn định vô sắc làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì bốn định vô sắc Rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, hướng là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy tám giải thoát làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tám giải thoát rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, hướng là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy tám tháng xứ làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì tám tháng xứ rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy chín định thứ đệ làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì chín định thứ đệ rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được uống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến